Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên trang sức khỏe là vàng, các chuyên gia y tế khuyến cáo tăng huyết áp đang ngày càng gia tăng và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và bệnh tật. Nếu không kiểm soát được huyết áp sẽ gây ra nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí có thể gây tử vong. Thế nhưng trên thực tế, nhiều bệnh nhân tăng huyết áp có dùng thuốc mà vẫn không kiểm soát được huyết áp. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới việc thất bại trên? uống thuốc thất thường lên thì uống xuống lại thôi là tình trạng xảy ra khá phổ biến ở người bệnh tăng huyết áp khi mà họ chưa nhận thấy được tầm quan trọng của việc uống thuốc đều đặn chính vì uống thuốc thất thường như vậy nên không ít người đã phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ tai biến mạch máu não di chứng liệt nửa người do huyết áp gây ra chính vì vậy đối với người bệnh khi được kê đơn dùng thuốc trị tăng huyết áp cần nhớ uống thuốc đều đặn hàng ngày như cơm ăn nước uống không được quên uống thuốc và phải uống thuốc đúng giờ không được nhớ lúc nào dùng lúc ấy một cách tùy tiện bởi khi quên uống thuốc uống thuốc thất thường sẽ làm cho huyết áp không được kiểm soát dễ gây tai biến không tuân thủ liều điều trị và khoảng cách giữa các liều dùng trong quá trình điều trị người bệnh thường hay tự ý tăng hoặc giảm liều thuốc rất nhiều trường hợp thời gian đầu uống thuốc nghiêm chỉnh tuân thủ theo chỉ định của thầy thuốc nhưng rồi sau đó do nhiều nguyên nhân như cảm thấy mình khỏe không còn triệu chứng gì hoặc sợ tác dụng phụ của thuốc thì tự ý giảm liều điều này hết sức nguy hiểm vì làm cho nồng độ thuốc trong máu không đủ hoặc không có để kiểm soát huyết áp một nguyên nhân làm cho thuốc không đạt được hiệu quả hoặc gây ngộ độc còn do người bệnh không giữ đúng khoảng cách giữa các lần dùng thuốc. Thời gian bán thải của từng thuốc quyết định đến số lần uống của thuốc đó trong ngày. Tuân thủ khoảng cách dùng thuốc để đảm bảo hoạt chất của thuốc có nồng độ ổn định ở các cơ quan tổ chức bị bệnh ở ngưỡng có hiệu lực để trị bệnh. bỏ thuốc giữa chừng, đây là một trong những tình trạng phổ biến ở người bệnh trong quá trình điều trị, không ít người khi thấy huyết áp khá ổn định, quan niệm huyết áp hạ rồi thì không cần dùng đến thuốc nữa. Người khỏe ra, ăn uống sinh hoạt bình thường thì lại bỏ không uống thuốc cho đến khi xuất hiện trở lại các triệu chứng hoặc xảy ra tai biến nặng. Nhiều trường hợp huyết áp ổn định trong thời gian dài, thậm chí tới 2 đến 3 năm làm cho người bệnh yên tâm không dùng thuốc nữa, nhưng đột nhiên huyết áp lại tăng vọt lên đột ngột gây tai biến mạch máu não, thậm chí tử vong. Tăng huyết áp là bệnh mạng tính không thể chữa khỏi, dùng thuốc giữ huyết áp để kiểm soát huyết áp ở mức ổn định. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất trong điều trị tăng huyết áp là điều trị lâu dài suốt đời. Muốn phòng ngừa lâu dài, người bệnh không được tự ý bỏ thuốc. Ngay cả khi huyết áp đã hạ xuống mức bình thường, người bệnh vẫn phải tuân thủ nguyên tắc điều trị liên tục. Tự ý dùng thêm các thuốc điều trị khác gây tương tác bất lợi. Rất nhiều bệnh nhân tăng huyết áp bị mắc đồng thời nhiều bệnh khác như bệnh về khớp, hen, đái tháo đường và các bệnh cấp tính thông thường khác. Vì thế khi đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, đồng thời phải dùng thêm các thuốc khác để điều trị nguy hiểm nhất là người bệnh tăng huyết áp lại tự ý mua thuốc điều trị các bệnh thông thường cấp tính không có đơn của bác sĩ gây tương tác bất lợi giữa các thuốc dùng cùng hoặc tương tác bất lợi với chính tình trạng tăng huyết áp của người bệnh khi đi khám bệnh dù là mạng tính hay cấp tính người bệnh cần nói rõ tình trạng đang dùng thuốc trị huyết áp của mình để bác sĩ cân nhắc kê đơn tránh hoặc hạn chế tối đa sự tương tác bất lợi này không tái khám thường xuyên. Việc tái khám thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng đối với người bệnh mãn tính nói chung và tăng huyết áp nói riêng, cho biết rằng tình trạng bệnh có thuyên giảm hay không, bác sĩ sẽ có hướng điều trị thích hợp hơn hay thuốc và liều thuốc đang dùng có còn phù hợp với bệnh tình nữa không. Bác sĩ sẽ tăng, giảm liều thuốc hoặc thay thế bằng thuốc khác. Vì trên thực tế, nhiều trường hợp bệnh nặng lên trong khi vẫn tuân thủ dùng thuốc và liều dùng theo chỉ định của bác sĩ. Điều này do một thời gian dùng thuốc bị nhờn hoặc dùng thuốc chưa thích hợp người bệnh cần thông báo cho bác sĩ biết về những triệu chứng nặng lên, thậm chí là thuyên giảm của bệnh và tái khám thường xuyên để được điều chỉnh phương pháp điều trị và thuốc thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, ô nhiễm không khí làm tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.